Cái này là riêng bộ ghế này có thôi nhá, chứ tiêu chuẩn nó không có đâu. Đó là hai cái trụ này thì là hai cái trụ gỗ quả nào đấy. Vâng, xin kính chào toàn thể cô bác anh chị. Ngày hôm nay cơ sở bên em xin giới thiệu hai bộ bàn ăn trên chất liệu là gỗ gõa đỏ. Và hai bộ bàn này cùng là gỗ gõa đỏ và cùng là bàn hình chữ nhật. Tất nhiên thì cũng cùng là 6 ghế luôn. Nhưng một bên tiêu chuẩn là 29 triệu, một bên là tiêu chuẩn 27 triệu. Và ngoài ra thì cơ sở bên em cũng có cả tiêu chuẩn 21 triệu. Nói chung thì có nhiều sự lựa chọn cho cô bác anh chị. Nhưng ngày hôm nay thì cơ sở giới thiệu hàng 27 và hàng 29 các anh chị nhá. Khác biệt duy nhất của hai bộ ghế này thì nó chỉ nằm ở cái phần tiêu chuẩn dày của mặt bàn thôi. Một bên thì cơ sở đang làm ở đây là tiêu chuẩn mặt bàn khung 2 phân rưỡi, vãn 1 phân. Vâng, các anh chị cùng theo dõi nhá. Còn ở phía bên này thì tiêu chuẩn là khung 3 phân rưỡi và vãn 1 phân rưỡi. Dạ vâng, giới thiệu bộ đắt tiền nhất, đắt tiền trước đúng không ạ? Đây là bộ 29 triệu. Với bộ này thì cơ sở bên em đang có một bộ vân rất là đẹp. Vân rất đẹp các anh chị nhá. Trước tiên phải nói về vân đã, tại vì nó là một cái gì đấy luôn luôn rất là cuốn hút khách hàng và luôn luôn được cũng rất là cuốn các anh em trong nghề luôn. Bởi vì gỗ mà nhìn những cái dòng vân tự nhiên đẹp thì nhìn rất là thích. Với chiếc bàn này thì cơ sở bên em đang làm là 81 chiều rộng và chiều dài là 4m67. Đó, khung dày. Vai bàn thì được cơ sở làm là vai cuốn thừng nha. Được làm mô phỏng theo cái sợi dây thừng đấy. Và cái bản vai này nó dày là 4 phân. Cụ thể thì nó sẽ dày hơn bình thường khoảng chừng từ 2 phân nhá các anh chị nhá. Dày hơn hàng thường khoảng 2 phân đấy. Và trên cái bộ này thì đặc biệt hơn một chút, khi mà cái này là riêng bộ ghế này có thôi nhá, chứ tiêu chuẩn nó không có đâu. Đó là hai cái trụ này thì là hai cái trụ gỗ quả nào đấy. Cái này là hôm vừa rồi cơ sở cũng quay và cũng có nói với cô bác anh chị, đó là cái này là nó thừa được. Đó, đào ở trong xưởng ra là còn hai cái trụ. Không biết cho vào đâu thôi cho luôn vào đây luôn. Đó, chân hai dâu và cây xà lối được làm với độ dày 6 phân. Đó, và những chiếc ghế cơ sở bên em đang làm ở đây toàn bộ đều là vách tượng vân đẹp hết. Và trong ngày hôm nay thì do là quay hàng mộc và không quay được ở ngoài, cho nên cơ sở có chuẩn bị một ít nước để xịt lên cho cô bác anh chị xem vân nhá. Rồi sau này để anh chị tưởng tượng được là sau này cái sản phẩm này lên nó sẽ như thế nào. Đó, đây các anh chị cùng xem này. Đó, vân rất là đẹp luôn. Các anh chị biết không ạ, hiện tại thì cũng có một số các video anh em làm video, anh em bảo là có những cái sản phẩm mà người ta xịt xịt tẩy lên đấy để nhìn cho lên vân gỗ, thì cái này là không đúng đâu các anh chị nhá. Cái này là nước bình thường thôi, nước chứ không phải chất tẩy đâu, tại vì trong chất tẩy nó có axit và chúng ta đụng tay vào là nó cháy tay ngay luôn. Đó, còn đây nước bình thường thôi. Với gỗ tự nhiên ấy, khi mà em nói là vân nó đẹp rồi ấy, thì các anh chị cứ yên tâm một điều, đó là xịt nước lên là nó cũng đã đủ đẹp rồi. Đó, còn tẩy gỗ ấy thì mục đích chính là để tẩy sạch gỗ và sáng gỗ, chứ không phải tẩy để nó lên vân đâu. Nhiều anh em không biết, các anh em nói như vậy là nó sai nhá. Hàng này cơ sở bên em đang làm là mặt ghế dày 3 phân. Đó, cả hai bộ y như nhau luôn. Tiếp theo bộ bên này 27 triệu này. 27 triệu thì cái mặt bàn nó sẽ mỏng hơn. Đúng tiêu chuẩn là 2 phân rưỡi và mặt ván 1 phân. Vẫn tiếp tục được sử dụng vai dày 4 phân. Đó, chân trụ đặc nguyên khối nhưng mà là trụ gỗ lam phi. Nói chung thì cái bộ bên kia đúng ra cũng là gỗ lam phi, nhưng mà hên một cái là nó có thì em cho vào thôi. Đó, và hôm nay nhân tiện thôi, có ít vân thì em cũng xịt hết cho các anh chị xem. Đó, rất ok các anh chị nhá. Đó, ghế này. Đó, vân rất đẹp luôn. Thực ra thì xịt nước như vậy nó không đẹp bằng lúc mà chúng ta sơn lên đâu. Bởi vì khi mà chúng ta sơn lên ấy, nó đầy đủ màu sắc, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Còn xịt nước này ấy, thì nói chung là nó chỉ làm cho cái sản phẩm nó dễ nhìn hơn thôi, chứ không có được đẹp đâu. Đó. Hôm nay thì nói chung là một phần là do yêu cầu, cũng có khách hàng hỏi cơ sở bên em về cái hàng này, thì cũng là nhân tiện luôn. Vừa giới thiệu và vừa là đáp ứng theo nhu cầu cho cô bác anh chị. Thì một bộ là 27 triệu và sơn đầy đủ luôn.
Đó, một bộ là 29 triệu. Và với cơ sở bên em thì các anh chị cũng đã quá quen thuộc rồi. Đó là Mộc Nam Huy thì quay giới thiệu hàng là giới thiệu từ mộc cơ. Đó, cho nên là nếu mà anh chị yêu thích thì có thể là ghé cơ sở kiểm tra và ký nhận vô tư. Ngoài ra nhá, thì với cơ sở bên em thì ghế, ví dụ như cùng một mẫu ghế này, trên hai bộ anh chị thích đảo, đảo thoải mái luôn. Và phía bên trong kia cơ sở bên em còn đâu đó khoảng chừng vài chục cái ghế nữa. Đó, anh chị muốn, nói chung là muốn lấy cái nào thì lấy, muốn đảo làm sao đảo vô tư luôn. Cơ sở đáp ứng cho các anh chị gọi là tối đa luôn. Đó, cảm ơn cô bác anh chị đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Trong video cơ sở cũng có chi tiết về các sản phẩm rồi, nhưng mà nếu có thiếu sót thông tin gì thì các anh chị cũng có thể cùng bình luận nhé.